Luyện tập chung. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống 7 m², 135 cm², tức là bằng 7, sau dấu phẩy 4 số 0. Tại vì 1 m² là bằng 10.000 cm², 10.000 là sau nó là 4 số 0. Vậy là 0, 1, 3, 5. Chọn số thập phân thích hợp. 69 km², 15 ha, đơn vị ha bằng với đơn vị hectomet. Như vậy chọn 69,15. 9.307 m² bằng bao nhiêu ha? 1 ha là bằng 10.000 m². 10.000 m² là sau dấu phẩy 4 số. Nó 4 số 0 thì sau dấu phẩy 4 số. 0,9307. Con cá trên cân nặng bao nhiêu gam? Vậy mình cộng lại. 500 gam cộng cho 200, 200 là bằng 900 gam. Một cánh đồng hình vuông có độ dài cạnh là 0,45 km, người ta trồng lúa trên cánh đồng này cứ mỗi dkm² thu được 50 kg thóc. Hỏi cánh đồng đó thu được bao nhiêu tấn thóc? Họ cho km² thì mình phải đổi, họ cho km đổi ra dkm. Km, hectomet, decamet, như vậy đem nhân cho 100. Lấy 0,45 nhân cho 100 thì ra 45. Lùi sang phải 2 số. Dịch chuyển dấu phẩy sang phải 2 số là ra 45. Diện tích cánh đồng là, ở đây cánh đồng hình vuông. Cánh đồng hình vuông là diện tích hình vuông thì ta sẽ lấy cạnh nhân cạnh. Lấy 45 nhân 45 là bằng 2025. Cánh đồng đó thu được bao nhiêu tấn thóc? Cứ mỗi dkm² thì thu được 50 kg. 50 kg đổi ra tấn. Vậy đem chia cho mấy? 1 tấn thì bằng 1.000 gram. Lấy 50 đem chia cho 1.000 nhân cho diện tích. Cứ mỗi dkm² là 50 kg thóc. Ở đây có 2025 km², có 2025 dkm². Ở đây cũng có đơn vị dkm², nó cùng đơn vị rồi. Thì lấy 2025 đem nhân cho 50. 2025 nhân cho 50. Đổi ra tấn. 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Thì dịch chuyển dấu phẩy chia đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn là mình phải chia. Lấy kết quả vừa tìm được đem chia cho 1.000. Chia thì lùi sang trái 3 số, 4 số, 3 số, 1 2 3. Như vậy nó ra là 101,25. Nói lại, đề bài yêu cầu là thỏi có bao nhiêu tấn thóc?
cứ mỗi đề ca mét vuông là 50 kg, ở đây mình có là 2025 đề ca mét vuông. Lấy cái diện tích này đem nhân cho 50 là ra kết quả đây. Từ kg đổi ra tấn, đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn là chúng ta phải chia. 1 tấn là bằng 1.000 kg thì đem chia cho 1.000. Đem chia cho 1.000 thì dịch chuyển dấu phẩy sang trái 3 số. Do là số 0 nó ở tận cùng có thể bỏ đi. 101,25 tấn. Chuyển số thập phân. Chuyển số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân theo mẫu. 1,3 tức là 1 bằng 1 3 phần 10. Số 3 là phần 10 tức là 3 phần 10. Vậy thì ở đây tức là 113 9 phần 10. Đúng hay sai? 0,3 tức là 30 phần 10. 0,3 tức là bằng 3 phần 10. 3 phần 10 hay là 30%? Đúng. 0,03 tức là bằng 3 phần 10 là sai. Sau dấu phẩy 2 số thì phải là phần trăm. 0,03 tức là bằng 30% là sai. 30% là sai. 3% mới đúng. 0,3 tức là 3 phần 10 đúng. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé. Sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé. Ở đây 2. Từ lớn đến bé, số nào lớn phía trước? Số này lớn, đẩy nó lên trước. Đẩy sao đây? Đẩy này ra sau đi. Sáu phẩy bảy sáu, từ lớn đến bé, 6,76 tới 6,1 tới 2,7 rồi tới 2,17. Sao đẩy nó không được? Tính bằng cách thuận tiện nhất. Số 9 mình sẽ phân. Số 9 mình phân tích ra là 3 nhân 3 không phải hả? Số 9 vẫn giữ nguyên hả? 49 thì chia cho 7. 49 chia 7 thì được 7. 9 chia 3 được 3. 7 x 3 là bằng 21. Đổi vị trí 9 x 49 thì đổi lại là 49 x 9. Lại tách thành hai phân số, 49 phần 7 ra 7. 9 chia 3 được 3. 7 x 3 21. Nối các số đo độ dài bằng nhau. 8 mét tức là bằng 0, lấy chia cho 1.000, đem chia cho 1.000 thì lùi sang trái 3 số thì ra 0,008.
8 mm. 1 mm. Decimet là tiết cm. 8 cm đem chia cho 10. 8 chia 10 tức là 0,8. Deci. Decimet, decimet, cm, mm là 100. Vậy thì 8 mm tức là bằng 0,08 decimet. Tại vì 1 decimet là bằng 100 mm. Rồi lấy 8 chia cho 100 thì ra 0,08. Ba trăm bốn mươi bốn hectogram thì bằng bao nhiêu gram, bằng bao nhiêu kg? Kg, kg rồi tới hectogram. Như vậy từ hecto lên kg đem chia cho 10, như vậy ra là 34,4. Hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân. Chọn đáp án đúng. Số này đọc là 74,41. 74,41. 74,41. Số 74,41 có phần nguyên gồm 70 4 đơn vị, phần thập phân gồm 4 phần 10, 1 phần trăm. Cho số thập phân 741,686, phần nguyên là 740 một đơn vị, phần thập phân 6 phần 10 8 phần trăm, 6 phần nghìn. Chuyển phân số sau sang phân số thập phân. Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, 100, 1000. Sau đó viết dưới dạng số thập phân. Vậy thì ở đây chúng ta thấy 250 thì nó chưa có phải là phân số thập phân. Vậy thì chúng ta phải nhân thêm cho 4. Chúng ta phải nhân thêm cho 4. Vậy là 250 phải nhân thêm cho 4. 250 nhân thêm cho 4 là ra 1000. Như vậy ở đây là phần nghìn. Rồi lấy 241 nhân cho 4, 241. 241 nhân cho 4 thì ra 964. 964 mà chia cho 1000, chia cho 1000 là 3 số 0. Vậy sau dấu phẩy là 3 số, vậy là 0,964. Miễn chia cho 1000 có nghĩa là sau dấu phẩy 3 số là được. Chữ số phần chục nghìn là chữ số mấy? Chữ số phần chục nghìn là chữ số mấy? Chục nghìn.
Chọn đáp án đúng. 53. 53,76. 53,76. Phần nguyên là 5. 3 là 3 đơn vị. Phần thập phân 7 phần 10, 6%. Phần nguyên là 790, 2 đơn vị. 0 phần 10, 2 phần trăm, 5 phần nghìn. Sau dấu phẩy thì đọc là phần. Chuyển số đây sang số thập phân. Thập phân là mẫu 100, 25. 25 thì mình đưa về mẫu 100. Thì ở dưới mẫu mình nhân 4, tử cũng phải nhân 4. 16 x 4. 16 x 4 64. 64 thì chia cho 100 sau dấu phẩy hai số, vậy nên là 0,64. Chữ số hàng chục là chữ số nào? Chữ số hàng chục là chữ số nào? Là chữ số 5. Không phẩy 504. Chữ số 4 trong số thập phân trên là 4 phần nghìn, là chữ số phần nghìn. Viết số thập phân, đọc số thập phân. 1 đơn vị 4 phần 10. 1 đơn vị tức là 1. 4 phần 10 tức là phẩy 4. 47 đơn vị tức là 47. Phẩy 5 phần 10, 8 phần trăm tức là 58. Viết số thập phân tích hợp vào bảng. 5 à, 108 đơn vị. 108 đơn vị. Đây tức là đây 108 đơn vị. 4 phần 10, 6 phần trăm, 2 phần nghìn. Rồi 37 đơn vị tức là 37. 4 phần trăm, 8 phần nghìn. 4 phần trăm, 8 phần nghìn. Đây tức là phải có con số 0 nữa. 0, 0 phần 10 á. Hãy chuyển số thập phân sau sang phân số. Ở đây mình thấy là sau dấu phẩy có hai số, sau dấu phẩy mà hai số tức là phần trăm, còn trên tử là 6269. Viết y thinh lại thôi. Biểu diễn theo mẫu. 54 là phần nguyên, như vậy phần nguyên của mình sẽ là 49. Số 9 phần 10, nó ở hàng phần 10 thì là 9 phần 10. Số 0 phần trăm không cần ghi. Số 1 phần nghìn. Chuyển số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân theo mẫu. 1, nó là 1 đơn vị thì viết số 1 ở đây. 95 đơn vị là 95. Sau dấu phẩy là số 5. Sau dấu phẩy số 5 nó đứng sau một số thì là phần 10. 95, 5 phần 10. Chuyển số thập phân thành hỗn số chứa theo mẫu.
thì là 36, sau dấu phẩy 3 số là phần nghìn. 36 8 phần nghìn. Bảy mươi bảy sau dấu phẩy hai số là phần trăm. 23 77%. 3,28 kg bằng bao nhiêu decagram? Kilogram rồi tới hectogram tới decagram, như vậy nó hơn nhau 100 lần. 100 lần thì nhân cho 100, dịch chuyển sang phải hai số. Như vậy là 328. Viết số thích hợp vào ô trống 65m bằng 6,5m bằng bao nhiêu decimet? Mét tới decimet là hơn nhau 10 lần, thì dịch chuyển dấu phẩy sang phải một số. 65. Kéo thả và ô trống thích hợp. 0,4 là bằng 4 phần 10. Như vậy 0,40 tức là 40%. 40% thì rút gọn là 4 phần 10. Vậy nên 0,4 nó cũng bằng 0,04. 0,4 tức là bằng 0,40. Số 0 ở bên tay phải có thể bỏ đi. Có thể là bằng 0,400 hay là 0,4000. 4 phần nghìn. 0,4000. Chọn đáp án đúng. 6,5. 6,5 có phần nguyên gồm 6 đơn vị, 5 phần 10.